Chúng ta đến với phần ban pick của hai team. Lúc này trong game đấu đầu tiên của kèo bo ba này thì Game TV là team được ban pick trước. Và hero đầu tiên họ lựa chọn ban đó là Viper. Còn với Rex, Regam, QEOL họ lựa chọn ban Invo. Nó đọc là RRQ nhanh. Không đọc RRQ nó dài quá. Hero tiếp theo của Game TV ban đó là hero cũng đầy khó chịu, đó là Clock, một hero địch thi đấu ở vị trí off lane. 10 seconds remaining. Ban thứ 2 dành cho RRQ. 5 seconds remaining. Slug là lượt ban thứ 2 dành cho RRQ. First pick dành cho Game TV. Reset cho Super Hiếu. Hero thủ Super Hiếu đã có. Lượt đua pick cho RRQ. Game TV đã có một support từ sớm. Storm ở vị trí solo mid. À, vị trí support luôn. Và Furion cho Game TV. Furion sẽ là hero đi solo off lane dành cho Game TV. Ban thứ 3 của Game TV. 5 seconds remaining. Reserve time. Ban thứ 3 của Game TV đó là Kling, một hero có khả năng counter lại Furion. Và ngay lập tức thì họ sợ Game TV push, họ ban y chen. Diesel cũng đã bị ban rồi. Lượt ban thứ tư của Game TV là Diesel, một support. Support là rất khó chịu với ulti của mình. Nick Assassin cũng bị ban rồi. Nick cũng là một con counter lại Furion. Bên phía RRQ họ tự ban Nick luôn. Ba lượt pick cuối sẽ là ba lượt pick mà RRQ được pick trước. Họ đã chọn pick gì trong lượt pick thứ ba của mình? Họ có một solo mid và một support rồi. Vâng, Naix. Họ đánh cái bài Storm Naix. Storm sẽ cõng Naix về đi combat. Để đánh lại Naix thì cần có bên. Và Luna cho Game TV. Bên đâu? Chờ đợi một con bên phía Game TV. Con bên đứng khéo hoàn toàn để counter lại cả Storm cả Naix luôn. Pick thứ tư của RRQ. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. I am Shadow Shaman. Vâng, Shadow Shaman. Họ có hai support có khả năng hỗ trợ với nhau rất tốt, đó là AA và Shadow Shaman. Khi mà cầu feed bất kỳ một hero nào, Shadow Shaman sẽ xông lên hack và sau đó là chói, đảm bảo bị đóng băng. Nhưng với hai support này thì điểm yếu của nó đó là hai support này đều hơi mềm và không có cái để có thể chạy trốn được. Rubik dành cho Game TV. Ban cuối của RRQ. Lại họ không chọn bên mà lại pick cho mình Rubik. Reserve time. Game TV vẫn đang cố gắng lắp ráp các cái mảnh ghép của mình lại thành đội hình hoàn chỉnh. Đội hình của họ vẫn chưa được sự gắn kết nhất định. Họ thi đấu vẫn khá rời rạc.
Park là lượt bèn cuối cùng của RRQ. Bên cuối của Game TV sẽ là gì? Bên kia còn thiếu một Rory solo op lên nữa. À, Von Center là Hero có thể counter lại full liền rất tốt. Nếu để Von Center nữa thì RRQ có cái bộ đi săn rất là khỏe thời điểm mid game. Naix, Von Center, Storm, AA, Shadow Summon, họ ban Titan. Titan cũng là Mero rất khó chịu ở cái lên op lên, với việc cái trừ armor rất thốn. Ulti thì có thể slow xuyên BKB. Pick cuối của RRQ hoàn toàn thể là Bon Theater. Bon Theater cõng này cũng là một bài mà tôi đã thấy khá nhiều team chơi rồi, và cái mức độ thành công nó mang lại là cũng rất hiệu quả, rất đáng để chơi. 10 seconds remaining. Và còn hơn một phút nữa để suy nghĩ cho lượt pick cuối cùng của mình. RRQ là team mà có chiến thắng trong loạt trận đầu tiên. Như vậy lúc này ở bảng của Game TV thì hai team đó là RRQ và Orin đang có được số điểm là bằng nhau. Còn đây là trận đấu thứ hai của cả hai team Game TV và RRQ. Sau khi để thua trận đấu đầu tiên thì những trận đấu còn lại của Game TV sẽ đầy khó khăn. Chúng ta có thể nói là gặp Orin hơi sớm. Nhưng mà dù sao sớm hay muộn cũng phải gặp thôi, bởi vòng bảng đánh vòng tròn và chúng ta cần phải thắng nhiều nhất có thể, cố gắng tích góp từng trận thắng một. Pick cuối của RRQ, họ còn hơn 40 giây. Bad Rider cái lên 3. Sorry, Bad Rider vị trí solo không phải lên 3. Còn với Game TV họ lựa chọn Kunkka đi mid. Và như vậy là trong game đấu này thì Yang Mi trở về vị trí quen thuộc carry. Si Long đẩy support cùng với Super Hiếu. Kunkka được cầm bởi Cua đi mid. Kinju cầm full để nhóp lên. Như vậy là đội hình của Game TV đã gần như là trở về với cả cái đội hình theo cá nhân tôi nghĩ là đội hình lý tưởng. 10 seconds remaining. Không biết là khả năng đánh support của Silong có tốt hay không, nhưng dù sao thì khi mà thử nghiệm Yang Mi ở vị trí support nó không được thành công cho lắm, với việc Yang Mi di chuyển như một carry. Vâng, tiếp tục là một máy bị crash và chúng ta sẽ chờ đợi bên phía RRQ connect lại. Vâng, bây giờ thì không phải là một mà là ba rồi. Ba người bị đít bên phía RRQ.
Vậy như vậy là ở cái lane này chúng ta thấy là Game TV họ sẽ chia lên đánh ba người Yangmi, Supi, Oxylong đi ở cái vị đi ở lên safe. Họ để cho Fu Kinzu đi lên dài. Fu Kinzu đi lên dài thì cũng gần như không thể farm được. Còn Kunka đi mid, Kunka sẽ đi mid cùng với Storm. Những level đầu thì Storm và Kunka đi mid hai thằng đều thể harass nhau được. Với Kunka sẽ harass bằng cái chém nước tung tóe, còn với Storm thì đó là cái màn đặt bóng. Nó sẽ ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng cái skin bar nữa. Sẽ đấm khá là đau. Còn Naix sẽ được bảo kê bởi A cũng như là Shadow Shaman. Đây cũng là cái lane nó có thể đánh nhau được. Nếu con nào mà bị câu fit, bị trói lại thì thực sự là rất mệt. Bên cạnh đó thì con Naix đã có cái chiêu slow lại, có thể giúp đánh nhau rất tốt ở những thời điểm early game. Một cái red, một cái BKB free có thể giúp cho đánh nhau sớm từ đầu được. Và hoàn toàn có thể là đẩy ba hero này đánh chip lên dài ở đây, để cho Furion có thể đánh ở đây. À xin lỗi, là để cho Bad Rider có thể đánh ở đây. Và Bad đi Fu thì nói chung là Bad sẽ được farm rất là nhiều. Thậm chí Bad sẽ được farm luôn cả đệ của Fu nữa. Bên phía RRQ họ có hai sự lựa chọn để thêm ở combat, đó là Bad Rider cộng này X. Và cái sự lựa chọn thứ hai đó là Storm cộng này X. Và lúc này không biết là với việc trở lại vị trí carry thì Luna có mang trận đấu trở về với Game TV hay không. Vẫn đang chờ đợi cái lượt reconnect tới từ bên phía team RRQ. Trong trận đấu gặp Orin thì chúng ta đã có sự cố trục trặc rất nhiều về máy móc. Và team bạn, team Orin cũng đã rất fair play khi họ đã chờ chúng ta một khoảng thời gian cực kỳ lâu. Thật sự tôi xin cảm ơn tới team Orin khi họ đã chơi quá fair play đến như vậy. Chúng ta đã có thời điểm tưởng như có thể lật được, nhưng với kinh nghiệm của mình, với bản lĩnh của một team top hàng đầu của khu vực SEA thì họ đã có một cái màn gọi là kết thúc game đấu rất là tốt. Và lúc này thì các bạn thì nhìn thấy con Kunka nó bị đau mắt hột, đau mắt đỏ. Không biết là cua nghịch gì con Kunka mới thành cun cua mắt đỏ rồi. Còn bây giờ thì chúng ta team bạn cần từ 3 đến 5 phút để đổi máy tính. Bây giờ thì update Dota 2, Super Hiếu nghe quen quen. Lúc nãy Super Hiếu cũng bị tương tự.
Superhero lúc đấy cũng bị tương tự, cũng bị update lại Dota 2. Còn bây giờ đến lượt team bạn rơi thì cảnh nó không hề khá khẩm hơn tí nào. Không, cái màn chôn tới tất cả thành viên Game TV. Lúc này thì hai thanh niên của Game TV cũng lại đít rồi. Đó, cả Furion và cả Luna đều đã bị disconnect. Sau cái màn Invo cua, tinh cua, bây giờ chúng ta có cun cua. Cua các thể loại luôn.
Vâng, như vậy là trận đấu chúng ta đã được bắt đầu. Cuối cùng trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu này. Team bạn một con Godot khá là đẹp, hiệu ứng nó cũng là lấp cơ mơ nó lánh. Còn bên mình thì vẫn là con rồng đến tháng, toe sửa toét. Kinju quyết định lên cho mình một cái boss speed, được băm hai cái tango xe từ đồng đội, mua ba lọ mana là power game vấn đề đấy trời. Silong cầm hai cái Senchi, Super Hiếu thì hai cái Officer, cua thì hai cái tango xe là đủ rồi, hai tango xe hai rau muống ra chém chém, thế là có cái bottle. Ở Yangmi thì lên đồ bình thường thôi, kiểu này là kiểu tiền mình mua đồ mình thôi. No. Lose. Bust. No. Ôm. Trăng mai các mẹ đi. Ơ lại có Disconnect. Lần này tới từ Game TV. Hai team vẻ đang thi nhau Disconnect. Không vui một chút nào cả.
Giờ như vậy là cuối cùng thì hai team đã đi connect vào hết và chúng ta cùng đến với game đấu này. Sau lời khen tới từ team bạn, tôi xin cảm ơn. Tất nhiên là ai khen mình đẹp mình đều cảm ơn cả. Ai khen đẹp đều cảm ơn, không cảm ơn người ta bảo thằng này chảnh chó. Nó cắm cái Sentry ở đây vừa check được cái lượng. Với như vậy là có ping vào đây luôn, họ sẽ ra đi quát sớm. Cắm cái Sentry xuống. Cắm giữa sông. Với như vậy đi cái quát này lấy 50 tiền. 50 tiền dành cho Storm. Rất lợi thế. Như vậy là bên với GTV mất một quát vàng rồi. Buộc phải cắm lại một quát vàng ở chỗ khác. Well play. Thằng nào vẽ bậy bạ đây? Vâng, thằng Xi Long là thằng vẽ bậy bạ. Hôm nay ở đây có run illusion. À, sẽ ăn run. Cắm một con mắt ở đây để check cái lượng sai rất là lớn này. Quản lý được cái run cũng như quản lý được cái lên. Kunka đi mid với cả Storm. Bên dưới chip lên là super yếu sẽ là Yang Mi và sẽ là Xi Long. À, hôm nay thì anh không đặt là Yang Mèo rồi, rất may mắn anh không đặt là Yang Mèo. Anh đặt là Yang Mèo thì có lẽ là đây là game tuyệt vọng rồi. Yang Mi thì may rồi. Và như vậy là đã có bình dành cho Kunka. Và bây giờ sẽ là thời điểm cua dùng chim hết công suất. À nhầm, dùng gà. Cắm Senchi ở đây. Nhưng mà cái quát nó ở đây. Đã pinh trúng vị trí quát rồi. Pinh trúng được vị trí quát rồi. Bây giờ Xi Long sẽ ra đây cắm. Người vừa pinh trúng vị trí quát đó là super yếu. Chơi nhiều nó cũng phải lên tay. Bad Rider đi off lên. Như vậy là bên phía team RQ họ quyết định là cho Night Farm lên ngắn. Họ quyết định là không để cho nó phải mạo hiểm ở cái lên dài. Họ để Luna farm, farm thi. Nãy đứng cản grip luôn. Để cho support câu grip vào cam rừng. So đứng cản grip ở lên ở rất cao luôn ở từ đây. Ở dưới có phớt và lút rồi. Một mạng mà ba thành viên của GTV đã có một turn xông lên rất nhanh. Ngay lập tức thì Bad Rider đã ra và lại là một chấm slow. Mạng đầu tiên dành cho GTV. Một mạng purple loot từ sớm. Ngay Kunka di chuyển lên nhưng gặp Sarah Salmon có hết. Buộc phải chạy thôi. Nó chói cho thì há mồm. Đặt nước. Nhưng không trúng ai cả. Nó còn ăn được cái hết nữa. Thôi dùng chim sạc bình thôi. Ở trên thì phụ mày cẩn thận, bởi nếu như phụ lỡ chân lầm bước thôi thì sẽ ngay lập tức bị đớp bởi cái bộ gọi là khá là bá đạo. Bên phía team RQ thì họ đang có cho mình được quay người trở lại phút luôn. Hiếu về hơi sâu và không có sai. Ở trên thì bên phía RQ họ đang để cho các support có được lever khi mà A đang cố gắng cam, nhưng mà phụ dùng đệ block cam rồi. Bên này South Salmon vẫn đang chăm chỉ stack dây 53, 54, 55. Và bây giờ thì kéo này sẽ không có cam tiếp theo. Không cam tiếp theo. Ở dưới lại một mạng nữa Bad Rider rồi. Vâng, đây là mạng mà Storm chạy. Ở mid không được. Phu bay ra nhưng không có chói. Phu level 2. Phu có một chấm vào tele, một chấm vào gọi đệ chứ không có chói. Kunka còn phải lùi lùi một chút. À, bây giờ thì lại có bình, lại cắn và xông ra chém thôi. Chém, đúng rồi. Bên dưới bát đang rất thọt. Đây là cái lên bát có level nhưng bát sẽ không có lượng farm mà bát sẽ bị giết nhiều. Hai mạng rồi. Yang Mi cũng đang có được cái lượng farm rất là tốt. Đúng là Yang Mi có được hai cái acid. Và lượng farm này đang đuổi gần theo kịp được so với cả NX.
Mặc dù bị slow tới từ Luna nhưng không sao. Xiaomi cố gắng lên giày chase đầu tiên. Bên trên thì full level 3. Full level 3 full tele ra. Tele ra thì lấy trời. Bắt Bad Rider. Kuka ăn đua đam. Bad Rider buộc chạy luôn. Không hiểu gì mà tele ra ở full rất khó hiểu. Khi mà Kuka đã ra rồi với bình rồi, full lại tele ra để làm gì? Rubik di chuyển lên trên. Bên phía RQ quyết định ăn trụ sớm. Ăn trụ sớm và họ có nãy có thể vào rừng farm được. Rất là thoải mái. Rubik lên để đếp với cái xòe xòe của mình. Nhưng một cái xòe xòe là không đủ để đếp. Bây giờ mà lên rất dễ bị chết. Bật bảo vệ trụ. Có deny được không? Ta cùng chờ một màn cố gắng deny của Silong. Không được rồi. Giờ Silong chạy luôn. Ở lại sẽ chết. Bên dưới Luna có giày gỗ rồi. Bảo kê vẫn là super hiếu. Super hiếu có level 3. Support của hai bên đều đang có được cái lượng level nó gần gần như nhau. Hai support của Game TV đều có được level 3. Focus vào. Vâng, bây giờ quay ngược trở lại giết luôn nó. Có giết được không? Phu cũng đang bay ra. Phu cũng đang bay ra nhưng họ đang focus vào. Vâng, chết Kunka rồi. Phu bay ra, Phu cancel luôn. Phu định là bay ra rồi lại quyết định dừng lại. Nãy cổ phây. Sau khi ăn sớm một trụ nãy cổ phây. Cố gắng lên 5 lét luôn. Với team có Bad Rider và team có con Storm thì con nãy phải lên đồ đánh nhau và lên 5 lét sớm. Bây Focus và Silong ở đây có. Vâng, nhấc lên kéo xuống không có mana. X rồi, vâng, lên chưa có thuyền. Cũng cao với level 5. Có chói. Chói Shadow Shaman mà ở đây có cả thanh niên A đang ra. A đang ra thì có nước không? Con gọi cả đệ ra chém tiếp đây này. Nó chết rồi. Một mạng dành cho Furion. Bây giờ nãy đang xuống. Phu cần phải về. Phu cần phải về có hết. Phu cần phải về. Bây giờ thì cua sẽ làm nhiệm vụ là chim mồi. Bởi vì anh ấy có hết, không lo gì cả. Ở dưới Yami vẫn đang rất xanh. Và với khả năng cầm carry của Yami thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được. Tiếp tục có đánh nhau ở đây, có thuyền. Thuyền phi thẳng vào nhưng chúng ngay thanh niên vừa xuống. Sarasama xuống vẫn bị thuyền luôn. Và lên bảng đếm số bây giờ thì active cái đua đam cũng như là hết. Vừa đua đam vừa hết thì chạy đâu hả? À lên bảng đếm số một mạng cho Kunka. Chúng ta thấy là cái team RQ này nó mềm hơn rất nhiều so với cả Orin. Sự thật mà chúng ta phải công nhận nó là team này mềm hơn rất nhiều so với Orin. Và Game TV đang đánh thoải mái rất nhiều so với vụ đánh Orin. Và chúng ta cũng có một Silong đánh support chứ không phải là Silong đánh vị trí off lane. Họ roam smoke mà ping xuống dưới bắt Bad Rider. Bad Rider lúc này 7 phút và chỉ có 871 tiền. Storm giết được Kunka ở mid nhưng không sao, bây giờ sẽ là focus vào Bad Rider slow rồi. Nhấc lên. Nhấc lên rồi. Bây giờ focus vào Bad Rider lại chết thôi. Đơn giản mạng cho Luna của Yangmi. Yangmi đang xanh. Lượng network này Yangmi đang đứng đầu bản đồ. Lượng farm thì xem Phu cần phải chạy. Phu cần phải tele về 4 giây 3 giây. Vâng, ngay lập tức mua tele và chạy về. Và con chim. Một lần nữa thì Phu bỏ quên con chim. Và con rồng đổ máu là vật tế thần. Vâng, tiếp tục lấy màn X về rồi chém tới Kunka. Kunka tăng 2x, 2 chém và 1 đặt nước. Rất đáng tiếc tình huống để chết con chim vừa rồi. Có đua đàm bên dưới và Storm đang đi ra. Nếu Storm còn láo sẽ bắt luôn Storm. Storm ăn được một mạng, Kave một mạng, Storm cũng xanh. Vâng, họ ping được ở đây có con mắt. À, đi uất hay không? Bây giờ có lẽ Phu cần bay đây để cùng với cả Yangmi đẩy trụ luôn. Tạo lại sức ép từ cái lên này. Yangmi cũng này xanh là 1690 mấy tiền, 1700 tiền rồi. Nếu lên cái hút máu thì có thể lên được rồi. Đến hút máu cho vào stack cam này. Có cách quen thuộc. Bán đi, mua lại. Chuẩn luôn, bắt một con đệ trong rừng.
Kunka đang cố gắng farm ở trên, Nash đang thoải mái free. Nash sẽ lên Gamlet, đúng gì mà tôi nói, với việc mà team có thể đánh nhau ở phần mid game tốt, Amlet slide tầm đấy lựa chọn, và nó sẽ giúp Nash đánh nhau ở thời điểm mid game tốt hơn. A đi theo như hình với bóng để bảo kê. Ba rider cũng hơi mệt rồi, chết ba mạng rồi, ọp lên nhưng đã có level 7. Phu vào rừng farm, phu của Ginzu đang theo phong cách farm bù. Phu có ulti, Silong đứng bảo kê được Kunka. Kunka bị bắt khá nhiều ở mid, 1-2-2. Cần bảo kê này cũng là hợp lý thôi, bởi rất có thể họ sẽ úp sọt, nhưng không, họ smoke và đi lên khu trên. Họ quyết định đánh vào đây. Tuy mềm hơn Orin nhưng RRQ vẫn là một team rất chất lượng, cắm xe chỉ ở đây, tránh việc mà bắt. Vậy Luna hú một con đệ stack cam, nhưng bên phía RRQ đã có một cái turn sentry rất tốt. Một turn sentry rất tốt của bên phía team RRQ. Ops của họ bay ra ăn ngay cái ăn ngay cái run hết. Bây giờ thì Kunka buộc phải lùi lại. Tiếp tục là Storm bay ra ở câu fit, rồi bây giờ thì sẽ bị Focus vào. Kunka lên bảng điểm số. Kèo này kèo khó mà, khi mà câu fit lại là còn bị kéo. Lúc này bên dưới thì Batrider lại đang làm nhiệm vụ fit của mình. GTV đẩy trụ, họ ăn trụ ngoài ở cái lên dưới. Còn với RRQ thì họ ăn trụ ngoài lên mid. Có bảo vệ trụ rồi nhưng rất khó đếp được trụ này. Super yếu đi nai, nhưng rất tiếc là không được. Full thì hơi chậm. Full hướng tới Midas. Full vào rừng rồi, Midas là điều có thể chấp nhận được. Hướng tới được. Lúc này thì Luna sẽ phải hướng tới cái BKB sớm nhất có thể. Cam to không được stack rồi. Và không biết là Yang Ming có nhận ra điều này không. Sẽ cần phải có một turn tới từ đồng bọn. Kunka đang bị chết 3 mạng rồi nhưng mà không sao. Kunka là hero khả năng dựa vào combat để thay đổi được cái độ giàu nghèo của mình. Với việc có đặt nước, có lưu tàu. Một con mắt ở đây, một con mắt rất khó chịu, có trô được lên. GTV quyết định tiêm put vào đây. Lúc này Luna chưa có cho mình được BKB. Batrider có Blink rồi. Nãy chui người Storm, có Amlet bật luôn. Sẽ rất mệt nếu như vâng Silong có Invi. Ulti của A đầu tiên. Focus Yang Mi kéo rồi. Vâng, Yang Mi lên bảng đến số này. Bad Rider cũng bay ra nhưng đặt thuyền là tốt. Đặt thuyền là tốt, đã có cắm cọc rồi. Có cắm cọc rồi và Rubik ăn cắp cọc. Bắn, vâng Rubik ăn cắp cọc và ăn trụ, bắn chết được cả thanh niên kia luôn. Ăn trụ. Vâng, trụ deny bởi đấy. Rất đáng tiếc. Silong đã chờ đợi để ăn cắp cái SQ đặt cọc của Rasa. Một mình Luna đổi lấy Bad Rider, cùng với đó là Rasa. Đổi này thì nói chung nó cũng không được lời lãi cho lắm, khi mà carry chính của RRQ không chết. Sẽ là kiếm chéo. Fay Amlet kiếm chéo. Yasa trước, Sange sau. Kunka đã hướng tới BKB cho mình. Silong sẽ lên cái ơn. Luna đi vào để có thể làm gì? Farm luôn. Không cần stack, farm luôn. Bởi vì ở đây có cho mình, ở đây không có sentry đi quát. Sẽ hết thời gian sentry rồi. Phu sẽ lên book. Sau có Fay, có Midas thì Phu lên book. Bên dưới thì Bad có Blink, nhưng tình huống Blink vào vừa rồi Bad là một tình huống Blink vào không hiệu quả. Shadow Summon có cho mình được cái giày mana. GameTV dồn tiếp lên trên để có thể tiếp tục boost vào trong.
Yami chết mạng vừa rồi với việc đứng hơi cao quá. Spam subway để có thể spam cái giật điện để có thể đếp. Nhưng bây giờ thì đếp khó rất nhiều khi mà Luna cũng đang lên. Hai chim Vsec cũng đang ùa vào. Hai chim Vsec mò vào trong, nhìn thấy Shadow Shaman rồi. Tiếp tục là thay nhau stun. Vâng, có tàu thuyền các kiểu đại biểu thì chết chặt. Vâng, Storm cũng lên bảng. Một pha ulti tốt của Kunka. Bây giờ thì Nấy chạy về. Rất may cho Nấy tình huống vừa rồi có thể về được. Súp yếu bị trụ bắn. Súp yếu đi ra đi tìm đường cứu nước với một tên chủ quan để trụ bắn chết. Quá đáng buồn. Một vật combo rất tốt của Kunka. Kunka quyết định lựa chọn cho mình chết chứ không phải là fail. Bây giờ thì có cọc rắn và gậy ông đập lưng bà. Cái màn mỡ nó rắn nó và xì lòng. Bình tĩnh ăn các cái cọc rắn. Bây giờ dùng cọc rắn của team nó để push lại trụ của team nó. 11 năm cho Game TV. Tiếp tục ăn trụ. Đã cần phải tele về. Phu vào rừng farm tiếp. Còn với con Bass Rider thì nó hơi phế rồi. Level 9. Giang Mi đang hướng tới BKB. Cũng khá gần rồi. Lượng gold này thì Game TV đang hơn 2.000, XP là hơn 1.000 thôi. Một chút lợi thế thôi nhưng đó cũng là lợi thế rồi. Đua đam. Kunka hướng tới BKB. Radiant's bottom tower is under attack. Smoke. Smoke Sea Long Super Hiếu và cua. Đi xuống dưới bắt Bad Rider đã blink và chim cút về luôn. Ngay lập tức thì họ đổi mục tiêu. Silong vẽ nhưng mà cua không thích. Super Hiếu đang đi trước cắm cái mắt đây để có trồ lên. Ở đây có Storm. Xong rồi, Storm chết chặt tên này. How to chạy. How to chạy với ít lại của cua và một cái thuyền vào mồm. Kèo khó sẽ ăn luôn chùa 2 của Limit. Storm rất khó để chạy khi mà cua đã chủ động tăng cho mình skin 2 lên 3 chấm. Đây để kéo lại một cách tùy ý. Vâng, xong trụ rồi, người ăn trụ Rubik. Xi Long chứng tỏ khả năng kéo trụ rất tốt của mình. Giang Mi bay dưới để farm tiếp. Cua sắp hoàn thành BKB cho mình rồi. Giang Mi cũng vậy. Giang Mi cần 300 tiền để có thể có cho mình được cái BKB. Nãy ở trên đang tele về. Tele về chui người Bass Rider. Chờ đợi combat. Bây giờ thì cái cam này nó là to rồi. Cua cố gắng farm cam to. Chờ đợi pha chém nước nữa. Ăn khá nhiều rồi. Build đồ thế kiểu này thì cô hoàn toàn thể lấy build đồ thế kiểu lên carry team luôn. Về cua quay ngược trở lại. Để cho Phu sẽ làm nhiệm vụ tanker. RQ sẽ put vào trụ dưới và rất khó để đếp ở trụ này. Khi RQ có full đội hình ở đây. Yami vẫn chưa hoàn thành xong BKB cho mình và kiểu khó khi mà Yami liên tục bị focus vào. Bên phía team RQ họ có một cái ulti xuyên BKB, đó là ulti của Bass Rider. Nhưng ulti Bass Rider thời điểm hiện tại nét thì rất là nhiều. Với việc cái cự ly của nó hơi nhỏ. BKB dành cho Kunka. Kunka đang xanh trở lại. Với việc liên tục có những pha x lại rất tốt. Thời điểm này thời điểm mà Game TV có thể ăn Roshan. Hơn như họ cần phải put nốt trụ này nếu như muốn ăn Roshan. Nó sẽ quản lý được cái lượng sai tốt hơn. Kiếm chéo dành cho Nấy. Smoke rồi. Luna vẫn đang cố gắng farm hướng tới cái BKB. Sắp có BKB cho Luna rồi. Cùng chờ đợi Yang Mi. Nốt cam này sẽ là BKB. Cua đang ping thẳng khu vực team bạn. Ba người đang di chuyển.
Si Long đi theo hỗ trợ, Súp Yếu đi theo KS. Team bạn cũng đang chưa dám thò mặt ra. Game TV chờ đợi và RQ thì núp. Đủ tiền trang bị rồi, đủ mua rồi và bây giờ thì chờ chim mang ra thôi. Sau một turn smoke không thành thì bây giờ đấy là Game TV sẽ put vào cái trụ 2 ở lên dưới. Phu cũng bay ra rồi. Ăn nốt trụ 2 ở đây thì họ sẽ quản lý được cái lượng sai tốt hơn. Lúc này thì bên phía team DRQ họ sử dụng ulti của Shadow Shaman để có thể push được. Lúc này Kunka lập tức thả thuyền ra. Thả thuyền ra để có thể đếp. Ăn cọc rắn thôi. Ăn cọc rắn lấy tiền. Hai mấy 30 tiền một cái. Lãi nào cho lại. Visek có Mikan. Đây đang cố gắng farm. Nhưng nếu như tiếp tục như thế này thì sẽ rất khó để cho Nike có thể cân được kèo. Với việc team Game TV họ có cả Kunka có thể carry được, có Luna có thể carry được, có bao game tới từ Game TV. Và bây giờ chúng ta cùng chờ. Và như vậy là lại tiếp tục. Luna bắt đầu hướng tới công cuộc triển khai những item tiếp theo, đó là Yasha. Bên dưới Bát vẫn đang lè vè. Bát lên Mekan. First time I see Bát Mekan. Bát Blink Mekan. Naga xong ơn và xong giày mana rồi. Thế trận vẫn đang có một chút lợi thế dành cho Game TV nhưng chưa thể nói trước bất kỳ điều gì. Bởi vì với con này nó khỏe thì hoàn toàn thể lật kèo. Và con rồng đến tháng cuối cùng đã xuất hiện trở lại. Game TV quyết định ăn Roshan và ngay lập tức từ bên phía team RQ họ đã có ping vào rồi. Có Mayday tới từ đâu đây? Mayday tới từ Super Hiếu và con Roshan đã bị nhanh nhau. Yang Mi cần phải cầm Roshan lẹ, nếu không sẽ đi Storm cướp. Hai con đệ Visek đang có nhiệm vụ thả thuyền ra. Thuyền ra chấp quốc ăn Roshan rồi. Bây giờ nếu mà vào combat thì chết chặt. Có cướp Bad Rider. Có ích lại bây giờ Bad Rider lên bảng. Dù cho có Mekan thì Bad Rider cũng không thể sống được từ hôm vừa rồi. Yang Mi đã xong Yasha cho mình. Bay ra kéo Super Yếu lại nhưng đã có Silong ra rồi. Silong Fork ra. Fork ra Super Yếu vẫn đang bị cạp. Bây Silong cần phải đi về. Không thể chạy được. Đó là hai mạng mà không đáng chết khi mà chúng ta ăn được Roshan là chúng ta phải về luôn. Hai support di chuyển nên thì vừa rồi là hơi chậm. Kunka phây chống ở Yasha. Bay lên thêm Crit nữa, build đồ theo đường carry. Hoàn toàn thể đây là một carry team. Luna di chuyển ở bên dưới. Có Shadow Shaman thì đang tự stack cam dùng cọc để farm. Tiền thì support là tiền.
Và như thế này là đúng. Sarasaman có Blink cho mình và Tele về để regen. Rất may thì vừa rồi mà không bị Crip dừng đấm chết, không thì thốn. Storm vào rừng để farm rồi, Storm hướng tới cho mình cái BKB. Sau khi mà kế hoạch lên Orchid không thành thì anh ấy chuyển hướng sang lên BKB luôn. Cũng là một thanh niên rất thức thời. Và như vậy là họ phát hiện ra mắt ở đây, họ sẽ sớm có kế hoạch đi quát bát cho này. GenTV tiếp tục bút vào, tận dụng có Roshan của Luna, họ cố gắng bút vào việc Storm có BKB. Luna đang đứng như kiểu một tanker. Đấy, vòng sau có slow rồi, bát vào super hiếu. Bát super hiếu rồi, Phong super hiếu đi. Phong đi bằng nhấc này lên. Có cơm này dồn đam. Có ulti không? Chưa ulti đã nhảy vào crep rồi. Bây giờ thì Storm đang bay vào nhưng dính ulti. Dính ulti một chút nữa thôi, chết Storm rồi. Storm đã chạy được. Slow Yangmi. Có như vậy là Yangmi hết Roshan. Yangmi không để ý thời gian Roshan và đã bị hết Roshan. Một turn lỗi của bên phía team VTV. Bây giờ Silong cần phải đi về thôi. Tự cứu mình thôi. Không ai được cứu anh ấy. Nhấc lên giật xét và đập xuống. Tôi giết được con Sarosaman nhưng cũng chết. Kunka đâu rồi? Kunka bây giờ từ dưới chạy lên. Kunka lên cái crit. Dom turn có lẽ là Yangmi không để ý thời gian Roshan. Và như vậy còn phương thì anh Tơ Su đó là chết ở mid rồi. Tôi cũng đang bị cạp cuống. Nó chết ở gần trụ. Tôi cũng đang cà sơ cuống. Kunka đi farm để theo hướng carry team. Yami vẫn đang càng ngày càng xanh. Kunka cũng vậy. Ultia, Naix và Storm đó là những gì mà RQ họ đang làm. Họ đang kéo trận đấu về căng hơn bao giờ hết. Thực sự lúc này thì game đấu đang ngang phèo, đang rất cân kèo. Phóc lên thì không kịp. Tàu làm gì hả? Cua. Tàu dọa ai? Với việc mà đút lót được cho anh dây cái bánh mì thì bây giờ tôi sẽ vào cắt thay. Trận đấu tỷ số hiện nay đang là 14-13. GameTV thì có lợi thế 3 trụ và hơn được 1 mạng. Bây giờ RRQ họ sẽ push vào mid. Vâng, có tập trung cả team đây. Storm đang nấp rừng. Đang bị Super Hero phát hiện rồi. Bad Rider thì cái khoảng đầu game rất thọt nhưng bây giờ đã có Mekan dày chít. Vâng, Storm bay vào, Focus Super Hiếu.
Và ulti của AA cắm cọc của Shadow Summon. Và thôi xong rồi, Yangmi chết 4 mạng. Một combat khá là fail của Team Game TV. Ở trên thì Phu tiếp tục đi backdoor. Có book 3 rồi, tiếp tục đẩy vào thôi. Vâng, như vậy RRQ họ sẽ phải tele về để đép. Có cơ tiếp vào cái trụ mid. Mất trụ mid rồi. Vâng, bật lửa lên. Bật liên lít cho nhanh rồi, bật mê khan lên. Hút tiếp. Cần phải ăn nhanh cái trụ này. Phu không đép được, Phu bây giờ mà thò mặt ra thì chắc cũng chết. Phu bây giờ sẽ cần một cái gậy hack. Vâng, gọi đệ ra. RRQ bây giờ họ sẽ đi về và farm tiếp thôi. Nhưng chưa có gì xảy ra. Vâng, nãy có 4k tiền, 4k 3 tiền dựa AC thôi. Đóng AC. Vâng, bây giờ thì Storm đang hướng đến cái Orchid. Gần đủ cái Orchid rồi. Và tiếp tục là cái màn Storm cõng con này đi chơi. Yangmi đang ở đây. Ở đây có cái ward của team RRQ và họ biết được là Yangmi đang ở đây. Thôi xong rồi, focus thẳng vào Yangmi luôn. Bỏ qua Xilong, focus thẳng vào Yangmi. Còn bây giờ Xilong sẽ chết. Vâng, nhấc lên để làm gì? Có thuyền. Vâng, đây rồi. Một cái thuyền rất hay của cua. Bật BKB lên nhưng mà vâng, bắt 2 không phải AC. Vâng. Như vậy Super Hero đã ăn được mạng của Storm 1k2 tiền. Như vậy là nãy không lên không lên AC mà anh ấy lên thẳng cái bát 2 luôn. Đập thẳng bát 2 vào đầu của Kunka. Kunka bây giờ đang hướng đến cái Daedalus. Một chém. Rồi thì AA, con Shadow Summon cũng đã có Blink rồi. AA thì lúc này thì sẽ hướng đến cái gậy xanh. Với gậy xanh thì AA có thể counter lại con Phu tốt hơn. Storm 2k8 tiền, chưa mua gì. Rubik đã lên cái gậy gốt để chống lại con này. Yangmi lúc này anh sắp xong cái Manta rồi. Rất gần rồi, 500 nữa thôi. Super Hiếu thì vâng, Super Hiếu cũng đóng gậy gốt. Quyết định là đóng hết gốt để chống con này. Bad Rider vẫn chưa làm được gì nhiều trong game đấu này. Trừ việc là lên cái mê khan gậy Fork. Tôi vẫn chưa mua đồ, tiếp tục farm, tiếp tục đẩy lên lên cao để chống lại việc Phu đi backdoor. Cần phải đẩy lên lên rất cao. Phu lúc này mới chỉ có 2k5 tiền, vẫn còn rất xa mới hướng đến được cái hack. Team Game TV quyết định là đánh sở tích 4 người và để Phu đi một lane. Phu đi push riêng. RRQ họ đang cho Nex ra làm bait. Có tất cả thành viên ở đây rồi. Phải là đẩy thẳng vào mid không? Giờ Nex sẽ tiếp tục chơi cái trò là bật Amulet sau đó chừa người Storm. Vâng, chuẩn luôn. F-
Phú vẫn miệt mài đi put. Cái len đã đẩy vào trụ 3 rồi. Và A đã phải về để đép. Vâng, Am là Mekhan rất đúng lúc, vâng, cứu được Shadow Shaman. Vâng, có ulti A. Đấy, thì vẫn đang trốn trong người Storm. Bây giờ HRQ sẽ đi về thôi. Với việc mà Shadow Shaman mất cái cọc rắn rồi. Lại bắt Fu, tiếp tục focus vào Kinzu, vâng, Kinzu chết quá nhanh. Hôm nay là ngày không đẹp trời và Kinzu đánh rất lỗi. Ở đây có một cái ward. Vâng, đây là lý do mà team RRQ biết được Kinzu ở đây. Lại tiếp tục về nhà và chơi với Chris rừng. Hôm nay lúc này vâng, một cái orc lap 1600 tiền. Bắt Bad Rider bây giờ là rất khó với việc bắt có cả Fox cả Blink. Đầu game là khoảng thời gian mà Game TV có lợi thế hơn so với cả RRQ, nhưng mà bây giờ tình thế đang bị kéo ngược lại rồi. XP thì XP bây giờ lại nghiêng về bên phía RRQ với khoảng 11.000. Lượng gold là khoảng 3k cho bên phía team Game TV. Phụ này đã xong cái hack rồi. Radiant's top tower is under attack. Liệu phải bước ngoặt trận đấu không? Phụ đã có hack, bây giờ sẽ focus vào hero nào đây? Có lẽ là Storm. Lại tiếp tục chui vào và lại lởn vởn quấy nhiễu ở lane mid. Họ vẫn chưa quyết đoán để push vào lane mid, trong khi đấy thì Kinzu vẫn tiếp tục đi đẩy lane. Đặt nước trúng Storm nhưng mà không sao cả. Và Kunka hôm nay đã có crit 2 rồi. Chỉ cần một chém nước mà crit thì thực sự là buốt đến tận óc. Bây giờ có lẽ là các support của Team TV sẽ để tiền để buyback thôi. Yang Mi xong Manta vẫn chưa có gì thêm. Có như vậy RRQ họ quyết định là ăn Roshan và Team Game TV biết rồi, có con đệ phu ở đây. Có lẽ là không kịp rồi, họ ở quá xa. Cắm cọc rắn luôn. Storm, và Storm không lên Orchid nữa mà đóng thẳng hack luôn. Nãy bây giờ lại còn lên cả BKB nữa. Storm là người cầm Roshan. Có cả cái Rek, có cả cái BKB thì thử hỏi bây giờ làm sao mà con Naik nó chết được. Kèo này kèo khó rồi. AA lúc này cũng đã đủ tiền để lên cái gậy xanh rồi. Và mua gậy xanh cho gà mang ra. Ở đây có cái rune Illu. Vâng, team Game TV đánh rất bế tắc. Với việc mà nãy cái giờ đang bứt tốc rồi. Top tài phú thì nãy đang cầm đầu, đuổi tiếp theo là Furion và ba thành viên của team Game TV. You
Kinzu lại chết. Khó hiểu. Nếu dễ chết này thì thôi anh đóng cái Shadow Blade đi cho nhanh. Không thì Fork hay cái Blink gì đấy. Có lẽ là cái lineup mới của Team GTV họ vẫn chưa ăn khớp được với nhau. Còn bây giờ RQ sẽ put a mid. Có cọc rắn của con Shadow Summon. Có cả game nữa. Storm sẽ tranh thủ lúc mà có cái Roshan để put vào. Đây rồi, bay vào. Focus vào ai? Nó focus vào cua. Sau rồi cua đi rồi. Bây giờ Yangmi. Yangmi cũng sẽ chết. Xong rồi nát rồi. Kèo này kèo nát bét rồi. Đấy quá khỏe, có cả BKB. Còn bây giờ Storm đã mất cái Aegis rồi. Còn bây giờ lại focus vào Xilong đi rồi, Yangmi chắc cũng đi. Còn Kinzu, Kinzu ra đây làm gì? Kinzu chết nốt. Rampage cho Naik. Quá khó rồi, game tuyệt vọng rồi. Bây giờ các fanboy của Game TV đang gọi tên John John. Vậy anh đang ở đâu? Còn phân tiếp vào Xilong. Xilong đi rồi. Như vậy là GG 1-0 cho RRQ. Một game đấu khá đáng tiếc cho Game TV. Việc mà họ có được cái lợi thế ở đầu game nhưng mà không biết tận dụng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ít phút để đến với game đấu thứ 2.